Như Mai và Quốc Sơn sẽ cùng đưa anh chị khám phá khu quần thể dinh thự nghỉ dưỡng Park Hyatt Phú Quốc Residence. Đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Đông Nam Á mang thương hiệu Park Hyatt. Hiện tại thì Như Mai và Quốc Sơn đang đứng trước căn dinh thự thí điểm Park Hyatt Phú Quốc Residence. Thì với căn dinh thự này với diện tích là hơn 1.800 m² và được thiết kế với 3 phòng ngủ lấy cảm hứng từ ngôi nhà ba gian chữ đinh truyền thống của Việt Nam mình. Anh Sơn có thấy là ngay từ cái cánh cổng là đã mang cho chúng ta một cái cảm giác rất là quen thuộc, như là được trở về một cái ngôi nhà xưa của Việt Nam vậy. Mặc dù là được chế tác từ nguyên khối nhưng mà họ đang thấy cái cảm hứng từ những cái mắt lưới. Đây là một cái làng nghề truyền thống của anh nghĩ là qua những cái ánh sáng cộng với là cái lối sắp đặt ánh sáng của bên công ty thiết kế á, thì những cái hình ảnh mà đổ xuống ở trên đồ sàn sẽ tạo mình cảm giác giống như là một cái chài lưới đang được quăng ra. Dạ. Đúng không em? Dạ. Anh thấy rất là ngay từ không gian ban đầu đã tạo cho ta những cảm giác rất là thân thuộc. Mình cùng vào khám phá trong anh Sơn nhé. Trước mắt mình hiện ra chính là bể bông súng. Đây là một cái bể nước mang một cái cảnh quan về thiết kế, nhưng bên cạnh đó thì nó còn mang một cái ý nghĩa rất là phong thủy của văn hóa Việt. Thì em cũng biết được là cái tù thủy đúng không? Thì là nơi gọi là lưu lại và cộng với là đem lại những cái khí vượng, những cái tiền tài và tài lộc cho gia chủ. Thì đây cũng là một trong những cái ẩn ý rất là hay của căn dinh thự. Bước vào cái không gian này thì em đã thấy là những cái rặng dâm bụt, những hàng câu, những cái hình ảnh nó rất là quen thuộc của một cái ngôi nhà ở làng quê. Tuổi thơ gần như các nhà nào cũng có rất là nhiều cái hàng dâm bụt. Và trước mắt chúng ta bây giờ hiện tại chính là cái sân trong. Đây là một cái sân chung, là cái nơi sinh hoạt chung của tất cả các cái gia đình Việt. Thì ý nghĩa ở đây là nó không chỉ là một cái lối đi kết nối giữa tất cả ba cái phòng ngủ, thì ba cái phòng ngủ này cũng chính là ba cái gian nhà của trên chính cái căn dinh thự này. Ngoài cái mang tính kết nối giữa cái ba gian nhà thì ở đây còn mang thêm một cái ý nghĩa, đó là một cái giếng trời, là nơi để lấy cái ánh sáng và lưu thông cái không khí của trong chính cái căn dinh thự này. Như là anh thấy có một cái thiết kế này rất là hay này, đó là thiết kế lốc ốc của từ chủ đầu tư Bim Group. Thì người ta sử dụng chính cái lối đi chung này để người ta tạo ra được ba cái căn nhà riêng biệt, mặc dù nó có tính kết nối nhưng là nó vẫn có thể riêng tư và có thể là tăng thêm được cái công suất cho thuê và tăng lên cái tính khai thác cho chính cái căn dinh thự này. Rất là cũng đẹp, là hay. Yeah. Mình đi vào khám phá bên trong. Okay. Nghe đợt suốt đi. Đây trong mỗi cái gian nhà của căn dinh thự này anh Sơn và có một cái vực là chữ thủy. Nhưng anh thấy cái họa tiết này rất là bắt mắt nè Mai. Em có biết về cái họa tiết này không? Dạ, đây là những cái họa tiết rất là đặc trưng của phong cách Đông Dương đó anh Sơn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt trong căn dinh thự này á thì nó lại được kết nối bằng cái họa tiết hoàng đồng. Như anh có thể thấy nè. Dạ. Được đúc đồng đúng không em? Dạ, thì đúc đồng hay là gốm nung này là những cái ngành nghề truyền thống rất là đặc trưng của Việt Nam mình. Theo như anh thấy á, đây chỉ là một cái khu vực nhỏ thôi, nhưng điều mà đã được chăm chút rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết trong từng cái thiết kế. Dạ. Cái căn garden suite này với cái cam màu chủ đạo là màu vàng trầm, nhìn rất là ấm cúng. Dạ. Và trong chính cái căn gian nhà này á, cái điểm nhấn chính lớn nhất chính là cái vách đầu giường. Đây là một trong những cái tấm vách cổ lớn và được chạm khắc laser theo cái hiệu ứng patina. Và điều đặc biệt ở đây á là các cái nghệ nhân á, người ta phủ một cái lớp sơn mài lên này để tạo nên được cái nét sang trọng và đặc biệt là cái sự trường tồn về thời gian. Em có cảm giác như là mình đang ngồi cạnh một cái dòng suối vậy đó anh Sơn. Cái tiếng suối róc rách đúng không em? Dạ. Em nghĩ đây là một cái ý đồ rất là khéo léo của đơn vị thiết kế cảnh quan Interan. Họ đã tạo ra những cái tiếng ồn rắn là cái tiếng nước chảy như vậy để che đi những cái tạp âm bên ngoài. Và anh cứ tưởng tượng nếu như mình là cái chủ nhân của căn nhà này khi mình ngâm mình dưới hồ bơi và cảm giác như là mình đang trở về với thiên nhiên, hài hòa với thiên nhiên vậy. Và Mai biết không, đưa con người trở về với thiên nhiên cũng đang là cái xu thế nghỉ dưỡng hiện tại. Và Park Hyatt Phú Quốc Residence cũng không ngoại lệ. Và để làm rõ cái xu hướng này thì mình cùng khám phá ở những cái khu vực tiếp theo của trong căn dinh thự này nhé. Anh Sơn có thấy được cái sự khác biệt trong cái chất liệu trang trí ở đây là gì không ạ? Anh thấy ở đây nè, sau khi mà mình đi rất là nhiều các cái biệt thự mình trải nghiệm á, thì gần như là chưa có một cái biệt thự nào mà sử dụng những cái mà mây tre đan lát ở trong phòng tắm cả, vì anh sợ nó bị ẩm ấy. Dạ.
theo em sẽ nghĩ xem như thế nào. Vậy thì anh Sơn có thể quan sát chi tiết hơn là trước khi mà ở cái lớp bên ngoài là mây che đan á anh Sơn, thì ở bên trong là có một cái lớp phủ để ngăn cách để giảm cái độ ẩm, và ngoài ra là những cái vật liệu này đều đã được xử lý qua để mang cái chất liệu bảo quản. Nhưng anh thấy rất là tỉ mỉ luôn mai ạ. Thì những cái cảm hứng kết hợp với cái tinh thần đương đại thì tạo ra một cái không gian nghỉ dưỡng. Bởi vì mỗi Bắc Hyatt, trên mỗi điểm đến của Bắc Hyatt ấy, là một cái công trình nghệ thuật anh Sơn. Thì qua cái quan sát của anh vẫn thấy gốm nung này, và bên cạnh đó là cái nghệ thuật đúc đồng này, cũng là những cái họa tiết về cái Đông Dương giống như em hồi nãy vừa giới thiệu cái đúc đồng ấy. Nó rất là hay, và những cái tượng trưng rất là dân dã, rất là làng quê, nhưng nó mang rất là nhiều cái hoài niệm. Anh nghĩ chắc ở phía ngoài sẽ còn rất là nhiều cái để mà mình có thể mình trải nghiệm ha. Anh có thể thấy là khi mà chúng ta bước ra cái gian Ocean Suite này anh Sơn, một cái ánh sáng tràn ngập bởi ánh sáng tự nhiên. Rất mặc là dù thái. Là bên trong phòng nhưng mà cảm giác như mình đang ở trong một cái khu vườn của anh Sơn. Có một cái điểm đặc biệt mà em muốn anh trải nghiệm. Tất cả đều tự động. Dạ vâng, anh Sơn thấy không? Mặc dù là cái cảm hứng để làm nên cái phòng, cái dinh thự này á, là từ những cái giá trị truyền thống ngàn đời, tuy nhiên lại là kết hợp với những cái thiết kế thông minh để mang đến một cái trải nghiệm người dùng hoàn hảo nhất. Anh Sơn còn thấy ấn tượng với cái điểm nào trong cái gian nhà này nữa không? Nãy giờ anh cũng đang thắc mắc đây. Thì sau khi mình đã tham quan bên Garden Suite á, và qua bên Ocean Suite, thì anh lại thấy cái thảm này. Bên kia là cái thảm của lót sàn á, thì nó lại có màu xanh và hơi ngả màu vàng. Bên này là sẽ mang cái đậm màu đỏ, nhưng anh thấy vẫn có một cái nét hoa văn gì rất là quen thuộc, nhưng anh chưa có nghĩ ra. Em có biết được cái hoa văn quen thuộc này là cái gì không? Ở tuổi thơ thì anh có trải nghiệm trên ngồi ăn trên những chiếc chiếu hỷ cùng với ông bà cho anh. Cái đó là gần như các cái nhà Việt nào cũng phải có một cái chiếu đó. Đây là nguồn cảm hứng để tạo nên cái họa tiết hoa văn đang trang trí trên cái tấm thảm thủ công này. Đó là chữ hỷ đúng không em? Dạ vâng ạ. Và cái tấm thảm này để mà làm nên nó phải từ một cái bàn tay của nghệ nhân rất là tinh tế và tỉ mỉ đó anh Sơn. Anh Sơn có thể nhìn từ những cái nút dệt như thế này nè anh, để mà tạo nên nó rất chắc là công phu đúng không? Và công phu. Toàn bộ những cái nội thất trang trí trong này đều là hướng đến những cái hàng thủ công đó anh Sơn, để nó mang đến sự tỉ mỉ, độc bản. Mỗi cái tác phẩm và mỗi cái góc của căn dinh thự á, anh thấy đều có những cái điểm nhấn. Và đặc biệt anh rất là chú ý đến một cái họa tiết về trang trí. Không biết Mai có thấy cái để ý không? Từ bên Garden Suite qua Ocean Suite đều có cái họa tiết này. Anh đố Mai đây là cái gì? Nấm gỗ hả anh? Nấm hả? Cái này á là con quay. Cái này con quay mà cái tuổi thơ của tất cả những cái bạn nhỏ và gần như tất cả mọi người đều gần như là phải chơi qua cái con quay này. Con vụ đúng không anh? Đúng rồi, con vụ quay đấy, đúng rồi, chính xác. Và anh với em thử chơi một cái trò chơi nhé. Xem ai sẽ người là xoay lâu nhất nha. Ok, 1, 2, 3. Bravo. Wow. Sơn ơi, chúng ta mới chỉ đi qua hai cái gian nhỏ trong căn dinh thự thôi mà đã có rất là nhiều câu chuyện, những cái ký ức về những cái chi tiết trang trí trong căn nhà rồi. Thì em không biết là khi mà vào cái gian chính Master Suite thì còn những cái điều bất ngờ gì nữa đang chờ chúng ta. Anh nghĩ là ở trong này sẽ còn rất rất nhiều các cái chi tiết và các cái câu chuyện ở trong này mà cần chúng ta khám phá. Có biết điều gì làm nên cái sự đắt giá của một căn dinh thự nghỉ dưỡng biển không ạ? Đó chính là cái tầm view triệu đô này nè anh. Chủ nhân ngoài việc sở hữu một cái tác phẩm nghệ thuật về nội thất thì còn hình như là đang sở hữu một cái bức tranh, một tuyệt tác của thiên nhiên, nơi có nắng, có gió, được hòa quyện cùng với đại dương. Nhìn rất là cái cảm giác rất là khó tả đúng không em? Dạ, một cảm giác rất là bình yên, nhẹ nhàng. Em nghĩ là nếu mà cả gia đình, những người thân, những người bạn của mình mà được cùng ngồi đây để thưởng lãm một cái view nhìn như thế này và cùng chia sẻ những cái khoảnh khắc cùng nhau thì thật sự là tuyệt vời. Thì giống như hồi nãy là Mai và Sơn cùng bước vào đấy, thì mình bước vào cái chính giữa của cái gian nhà master này, thì đây chính là cái phòng khách. Thì cái phòng khách này á, chức năng của nó là nơi là tất cả các thành viên trong gia đình cùng đoàn tụ, cùng sinh hoạt chung hàng ngày và tạo cái tính gắn kết cho các cái thành viên. Và bên cạnh đó thì chủ nhân họ vẫn có thể là dùng cái nơi này để tiếp những cái vị khách quý của gia đình. Và tạo nên được cái bộ mặt dành cho gia chủ. Rất là hay ở trong cái
thiết kế. Đến được ngồi đây và cùng thưởng lãm cái view như thế này thì rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Gần như ai tới đây mà với một cái view này là người ta cũng wow. Và không có gì có thể diễn tả được hơn được nữa. Em thấy cái không gian này nó rất là thoáng luôn anh Sơn. Và đặc biệt là theo như là anh và em cùng đi qua tất cả các cái thiết kế của hai cái gian nhà vừa rồi. Và qua cái gian nhà chính này á, thì cái ý tưởng của Dinh Thự Biển là lấy ý tưởng từ các cái nhà ven biển của miền Trung. Thì ở đây là với cái không gian này mình sẽ thấy rất là rõ về cái thiết kế về mái nhà của cái gian nhà ở ven biển miền Trung. Đặc biệt cái những cái gian nhà ven biển miền Trung á, em có biết được thiết kế của cái mái nhà á, người ta sử dụng các cái cột cái và cột con và được đan xen bởi các cái kèo và dầm, tạo nên là cái gọi là cái mối liên kết rất là vững chắc để giúp cho những cái mái nhà đó chống lại được những cái cơn bão lớn của Biển Đông. Thì ở đây cái hình tượng của cái mái nhà và kèo cột đó cũng được thiết kế rất là ấn tượng. Đúng rồi, mà mình nhìn rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì em còn cảm nhận được một cái rất là nhất quán trong cái ngôn ngữ thiết kế về mặt nội thất của căn nhà. Thì những cái họa tiết Đông Dương đều được sử dụng đồng bộ từ trên thảm, trên những cái vải thổ cẩm hay ngay cả là những cái chạm trổ trên những chiếc đèn được sử dụng ngay tại bàn ăn. Em thấy rất là tinh tế anh Sơn. Và kể cả là nội thất chúng ta cũng đang sử dụng toàn bộ là nội thất thủ công, mây che đan, phủ sơn mài, và nó tạo nên một cái vẻ đẹp được lưu giữ theo thời gian đó anh Sơn. Một cái chi tiết mà em để ý từ cái gian Garden Suite rồi đến Ocean Suite và đến bây giờ đến Master Suite, đó chính là những cái nút điều khiển như thế này anh Sơn. Họ gọi đây là một cái signature đấy. Một cái signature dành cho Park Hyatt Phú Quốc Resident. Dạ. Em nghĩ là mình trải nghiệm cái không gian phòng cũ. Thường ở những cái ngôi nhà ba gian cũ của người Việt xưa ấy thì là tất cả các cái gian nhà là thường tách rời nhau đúng không em? Dạ. Nhưng đều riêng là hôm nay á, là mình đang ở trong cái gian nhà chính thì anh đang thấy có cái sự kết nối giữa cái phòng ngủ, phòng khách và đặc biệt là phòng tắm. Dạ. Anh thấy là có một cái chiều sâu á, tạo nên một cái không gian nó rất là thoáng. Nhưng mà điểm đặc biệt trong cái gian Master Suite này anh Sơn là mình đi qua cái phòng nào mình cũng có thể đều được có thể nhìn thấy biển. Đó chính là cái view triệu đô mà em nói hồi nãy đấy. Dạ. Rất là đắt giá. Anh Sơn, em thấy cái này nó giống như cái băng ghê ngày xưa. Cái hình tượng gợi lên á làm cho anh nhớ đến ông bà và cái tủ mà hiện tại là ông bà anh và ba mẹ anh vẫn đang còn dùng. À, dạ. Cái tủ hiện tại vẫn đang ở dạ. quê. Dạ. Và cái không gian phòng ngủ của mình lại được kết nối ngay với khu vực phòng tắm, nó khác với gian Garden Suite và gian Ocean Suite. Em thấy cái thiết kế này nó rất là tối ưu bởi vì là nó chia làm hai không gian để hai cái nhà có thể sử dụng. Thì em có để ý tất cả các cái vật liệu sử dụng ở trên này không? Từ cái tấm gương, từ cái bồn rửa mặt hay thậm chí cả cái vòi nước. Dạ. Tất cả đều là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và xa xỉ. Dạ. Và tất cả những cái này đều được đặt hàng riêng cho Park Hyatt Phú Quốc Resident. Rất là tỉ mỉ và chi tiết. Thì em nghĩ là cái nền tảng của một cái dịch vụ là mang đến những cái trải nghiệm cá nhân tốt nhất cho khách hàng, mà Park Hyatt thì lại là một cái đỉnh cao trong cái việc đúng mang rồi. Lại những cái và cái slogan của họ là gì? Luxury is personal. Dạ. Bây giờ mình sẽ cùng ra ngoài và cùng sẽ cảm nhận lại thêm một lần nữa cái kiến trúc của ngôi nhà này như thế nào. Thì ở cái vị trí này khi mà nhìn lại cái gian nhà của mình á, mình có thể quan sát được rất là rõ về cái thiết kế mái đầu đao. Một cái thiết kế rất là truyền thống trong cái ngôi nhà Việt Nam. Dạ. Và ở đây mình cũng có thể quan sát được rất là rõ về cái hàng hiên. Với em thì cái hàng hiên nó mang lại rất là nhiều cảm xúc, bởi vì là những cái ngôi nhà Việt xưa cả gia đình thường quay quần ở cái sân hiên, có thể là dùng những bữa cơm hoặc là những cái đêm trăng khoa cổ đó anh Sơn, những cái cảm xúc tuổi thơ rất nó rất là ùa về. Dạ vâng ạ. Thì gần như là một cái không gian của một ngôi nhà Việt cổ được tái hiện rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ và tài tình trong cái không gian biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng này. Ngồi dưới mái hàng hiên ra đây bơi. Và cũng có thể là đi chuyển tiếp và đi thẳng ra biển. Dạ. Và lên đây sử dụng những cái buổi chiều barbecue cùng nắng hoàng hôn. Một cái không gian quây quần. Dạ. Một của cái văn hóa Việt rất là hay. Không còn gì mong đợi hơn. Không còn gì mong đợi hơn của gia đình. Bởi vậy đây là một trong những cái thiết kế gần như là unique. Dạ. Nó rất là độc bản. Dạ. Và tất cả những cái hình ảnh về nhà ba gian, về cái kiến trúc gian nhà Việt. Dạ. Cùng với là đặc biệt là sử dụng các cái làng nghề. Dạ. Để mà tôn vinh lên được cái văn hóa của gia đình Việt. Yeah. Đó là cái điều anh cảm nhận được sau khi một chuyến mình đi một vòng trải nghiệm. Yeah.
quanh cái căn dinh thự biển Park Hyatt Phú Quốc. Dạ. Em nghĩ thì bây giờ mình hãy cảm nhận cái hồn hôn của bờ Tây Phú Quốc. Tuyệt vời.